Cảm ơn quý vị đã không rời màn hình, và ngay bây giờ để trở lại với phần 1 của cái buổi trò chuyện cùng giáo sư Trần Ngọc Dụng và giáo sư Đặng Ngọc Sinh ngày hôm nay, Thanh Giang xin phép để gửi đến quý vị khán giả trong chương trình Văn hóa và Giáo dục về đề tài là những biến cố lịch sử quan trọng đã xảy ra vào năm 2022. Ngày hôm nay Thanh Giang sẽ tiếp chuyện với quý vị giáo sư chia làm hai phần và nói về chỉ có 10 biến cố quan trọng nhất của trong năm. Nếu mà nói đến 10 biến cố quan trọng nhất thì có lẽ đa số chúng ta sẽ đồng ý về việc nước Nga xâm lăng nước Ukraine. Thưa quý vị giáo sư có đồng ý với lại đó là một trong những cái biến cố lịch sử mà phải nói là thế giới vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, nguyên do như thế nào mà Nga xâm lăng đất nước Ukraine, thì xin giáo sư Dụng và giáo sư Dinh xin cho biết thêm suy nghĩ ạ. Chắc có lẽ nhờ thầy xin khởi mở đầu. Thưa quý vị, thì cái vấn đề mà chính trị thì năm năm 2022 chúng ta thấy là có những cái sự kiện như cô Thanh Giang vừa nói là có những cái sự kiện rất rất là đặc biệt. Thì kể từ sau Thế chiến thứ hai thì là mình thấy là cái vấn đề mà nước này đem quân đi xâm lăng một nước khác là nó không có xảy ra. Nhưng mà đến năm 2022 đấy thì rõ ràng đã có một cuộc xâm lăng, là bắt đầu từ bên bên Nga đi xâm lăng Ukraine. Được, tôi rất đồng ý của Thanh Giang, đó là một cái sự kiện lịch sử rất là quan trọng. Và ngày hôm nay chúng ta thấy là cái sự kiện lịch sử này họ đưa biết bao nhiêu là giấy mực để nói vấn đề này, bao nhiêu cái những cái đồng quán thì Thế chiến thứ hai có thể đây là cái một cái tiền đề cho Thế chiến thứ ba chẳng hạn. Thì chúng ta tôi đồng ý cho mình cái mình nhìn lại cái cuộc chiến mà Nga đánh Ukraine với cái cuộc chiến Việt Nam mình hồi xưa một trước 75 thì nó có gì khác hay không, thì tôi thấy rằng cái khi mà trong cái cuộc chiến mà giữa Việt Nam Cộng Hòa với lại với Cộng sản Bắc Việt ấy, thì chúng ta thấy rằng cái miền Nam thì chỉ có mình tuy có đồng minh nhưng mà thật ra thì cái người chính viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa là Hoa Kỳ thôi. Còn bây giờ Ukraine không phải là một mình Hoa Kỳ mà cả cái khối NATO họ yểm trợ cho Ukraine. Thì đó là cái khác biệt mà tôi nhận thấy là như vậy. Thì khi mà bắt đầu mà tôi nghe cái cuộc chiến nó xảy ra thì tôi nghĩ là cái kiểu này là chắc Ukraine chắc tiêu quá. Nhưng mà thật ra đó thì nhờ cái mình phải nói là mình rất là khâm phục cái vị tổng thống của Ukraine, rất là kiên cường. Thế nếu mà không kiên cường thì có thể là mất rồi. Mà cái điều đó tôi nghĩ rằng không biết là thầy Dũng với cô Thanh Giang có đồng ý với tôi hay. Nếu mà không có vị tổng thống và vị dân vị nước như vậy thì Ukraine đã mất từ lâu rồi. Thì đó là cái nhận xét của tôi, xin thầy Dũng bổ túc. Dạ vâng, cảm ơn thầy Sinh, và cảm ơn cô Thanh Giang. Thưa quý vị khán giả, tôi xin góp thêm chút xíu nữa, rồi có véo cái này, véo cái kia, lệch lạc chút đỉnh. Trước hết, đó, quý vị thấy giống như Afghanistan không? Mỹ nó rút một cách tồi bại, phải nói thật là cái cuộc rút quân vừa rồi của Mỹ ra khỏi Afghanistan là một cuộc rút quân tồi bại, ngu xuẩn, dại dột, hèn nhát đủ thứ hết á. Với cái mắt của tôi ấy, tôi dùng tất cả những cái chữ mà có thô bỉ nhất để tôi chỉ cái việc rút quân vừa rồi. Thì quý vị thấy cái chính phủ nó trong vòng có 24 tiếng đồng hồ đi mất tổng thống, giọt nước ngoài, các bộ trưởng, các thứ gì khác hết. Thì bên này khi bắt đầu quân Nga mà tấn công qua Ukraine thì các nước đều nói thôi, muốn qua để ở tao cho ở, muốn qua đi đi, đi tị nạn tao qua tị nạn. Nhưng mà ông Zelensky ông nói tôi có nhà giặc tới thì tôi phải lo, tôi đánh, tôi chống cự, là thì cái đó là một điều mà thầy Sinh nói rất là hay. Nhưng mà có một cái điều mà nó liên quan đến cái gọi là Hiệp định Geneva và cái ngôn từ mà Việt Nam hiện giờ đang sử dụng, ở Việt Nam sử dụng với cái ngôn từ của chúng ta đang dùng. Với thầy Hạnh, cô Thanh Giang lẫn thầy Sinh đều nói chữ Nga xâm lăng Ukraine.
Trong khi ở Việt Nam thì hắn nói là Nga và Ukraine có cuộc xung đột. Quý vị xâm lăng tiếng Anh gọi là invade hay là invasion. Nhưng xung đột là một cái conflict. Ví dụ như là ông nói với tôi có những cái xung đột là tại vì trái ý kiến, trái những cái về một vấn đề gì đó thì là xung đột. Cái conflict nó có thể to hay nhỏ tùy theo. Nhưng mà khi mình nói chữ conflict tức là nó giảm nhẹ cái tội của thằng Nga. Anh đã đem quân chiếm người ta mà anh là nói xung đột cái gì? Thì thưa quý vị, tôi cũng chỉ cái xung đột đó, tôi xin nhắc lại với quý vị, 48 năm trước Hiệp định Paris, hơn nữa chứ, 50 rồi ạ. 50 rồi, hơn 50 rồi, tức là 1973 này, 27 tháng 1 năm 1973 là ký Hiệp định Paris đó. Thì thưa quý vị, trong cái Hiệp định Paris nó một cái chữ mà hôm nay tôi có dịp tôi có thưa với quý vị rồi là chữ foreign force. Foreign force thì chúng tôi dịch nó là lực lượng ngoại quốc. Việt Cộng nó bắt phải sửa chữ nó thành cái chữ Việt, nó là lực lượng ngoại nhập. Thì quý vị thấy cái chữ foreign particle, cái gì, cái vật lạ ở ngoài nó vô mắt mình, nó cũng gọi là foreign particle. Thì mình dịch cái tầm nghĩa là bao quá của cái chữ, nó có thể tùy theo cái trường hợp mà mình dịch. Vì vậy cho nên với cái chữ lực lượng ngoại nhập và lực lượng ngoại quốc, hai cái chữ khác nhau. Vì vậy cho nên Mỹ hồi đó nó hối hả, nó muốn rút quân, nên chứ nó chiều ý Việt Cộng, nó bắt chúng tôi phải sửa cái chữ lực lượng ngoại quốc ra lực lượng ngoại nhập. Lực lượng ngoại nhập ra lực lượng ngoại quốc. Và kết quả là quý vị biết không, Bắc Việt, nếu mà chúng tôi dùng cái chữ lực lượng ngoại nhập á, thì Bắc Việt là cũng lực lượng ngoại nhập. Bởi vì anh đi vào miền Nam, anh là ở bên ngoài, anh nhập vào Việt Nam, nó không có chịu, không chịu gì ngoại quốc. Vì vậy trên Bắc Việt, quân Bắc Việt được quyền ở lại tại chỗ, trong khi quân Mỹ phải rút. Đó có thấy, cái, đối với tôi nhìn cái sự việc qua chữ nghĩa. Chứ còn cái chuyện đánh nhau thì là giống nhau, rồi hồi cầm súng lên bắn nhau, đứa nào trúng chết chúng tôi, cái đó không nói gì. Còn thành ra thưa quý vị, với cái cách nhìn như vậy thì chúng ta thấy cái biến cố Ukraine, tưởng đâu Nga nó tưởng đâu nó nuốt trọn trong thời gian rất ngắn, nhưng không ngờ cho đến một năm rồi nó nuốt không trọn. Đó là một những cái biến cố mà tôi nghĩ rằng kinh nghiệm này các nước trên thế giới, nhất là những nước mà yếu á, phải học để làm sao để tự vệ khi mà bị nước ngoài xâm lấn, thưa cô. Dạ, thưa vâng. Theo Thanh Giang nhìn thấy đó, cái chữ mà quý vị giáo sư đã phân tích là từ cái xâm lăng mà bên chính quyền Việt Nam đang dùng cái chữ gọi là xung đột đó, thì có thể là cái sự việc nó xảy ra bắt đầu từ một cái sự xung đột, nhưng mà cái giải quyết của Nga là cái sự xâm lăng. Cho nên nó đã chuyển qua một cái giai đoạn khác, chứ nó không có nằm một chỗ tiếp tục chỉ là xung đột thôi, và nó đã trở thành cái sự xâm lăng. Cũng vì như thế mà chính quyền Việt Nam mình có những, họ không biết dịch cái nghĩa, hiểu đúng nghĩa, như khi mà tàu cộng nó xâm lăng biển đảo Việt Nam mình thì cứ gọi nó là tàu lạ, cho nên là không biết tàu lạ đó là ai để mà có thể hà hiếp dân chúng Việt Nam của mình. Cái đó là lại là một vấn đề khác nữa. Và bây giờ trở lại với lại 10 biến cố lịch sử quan trọng trong năm 2022, thì chúng ta đều nhìn nhận có lẽ là cái cuộc xâm lăng của Nga với nước Ukraine. Và nói đến cái chuyển ngữ nữa, mình gọi là Ukraine, theo Mỹ thì đọc là Ukraine và quốc tế đọc Ukraine, mà Việt Nam mình thì lại đọc là Ukraine, thì cũng không hiểu là như thế nào. Cái việc thứ hai một cách rất là nhanh. Dạ, thưa thầy sinh có muốn bổ sung gì ạ? Tôi thấy thế này, cái vấn đề mà dùng cái chữ mà ở trong nước mình dùng cái chữ xung đột đó, thì tôi nghĩ là không phải là nó bắt đầu từ chữ xung đột qua chữ xâm lăng đâu, mà đó là cố ý về ngoại giao. Thì cái chính quyền Việt Nam, cái chính thể Việt Nam bây giờ đó, thì họ sợ mất lòng thằng Nga, cho nên họ dùng những cái chữ, ví dụ như cái họ sẽ mất lòng tàu, cho nên cứ kêu là tàu lạ, thì nó là cái tránh đó thôi. Chứ thực ra
thì người Việt Nam vẫn hiểu đó là cuộc xâm lăng, nhưng mà trên vấn đề ngoại giao là như vậy, chứ không phải là từ, không phải từ cái xung đột mà trước. Nó không có xung đột mà đó là nó xâm chiếm rất là rõ ràng. Dạ. Nó hồi trước là Ukraine là trong Liên Xô, cho nên bây giờ là lấy lại cái dạ. ý như vậy. Dạ. Vâng, thưa quý vị, trước khi mà đi qua đến phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay thì Thanh Giang một lần nữa xin phép để được nói lại là 10 biến cố lịch sử này, nó không phải là chỉ có 10 biến cố lịch sử này trong năm 2022 mà là 10 biến cố lịch sử lớn nhất, quan trọng nhất. Và rất tiếc cho cái phần 1 thì chúng ta không còn thời gian nữa. Cho nên Thanh Giang xin phép để được hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phần 2 vào tuần sau. Thanh Giang xin cảm ơn giáo sư Trần Ngọc Dụng và cảm ơn giáo sư Đặng Ngọc Sinh. Cảm ơn cô Thanh Giang, cảm ơn cô thầy sinh đến góp tiếng và cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời giờ theo dõi chương trình của chúng tôi. Rất mong quý vị hưởng ứng và xin hẹn gặp lại quý vị vào lần sau. Xin cảm ơn cô Thanh Giang, giáo sư Trần Ngọc Dụng. Xin cảm ơn quý vị khán giả đang dành thời giờ để theo dõi cuộc nói chuyện của anh em chúng tôi. Xin hẹn lại lần tới. Xin hẹn gặp lại quý vị trong phần 2. Tiếng Việt tiếng của tổ tiên con hồng cháu lạc mọi miền chớ quê Việt Nam hai tiếng thiêng liêng đời đời con cháu dòng tiếng